Indonesia là một trong những đội bóng khởi đầu sớm nhất trong vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Đội tuyển xứ sở vạn đảo phải tham gia vòng loại từ đầu, bắt đầu với vòng loại thứ nhất. Trong vòng loại này, Indonesia sẽ đối đầu với đội tuyển Brunei. Các cặp đấu thuộc vòng loại thứ nhất của World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ diễn ra theo thể thức loại trực tiếp sau hai lượt trận đi và lượt trận về. Trận đấu lượt đi giữa Indonesia và Brunei sẽ được tổ chức tại sân vận động Gelora Sriwijaya ở Palembang, Indonesia vào ngày 12 tháng 10. Trận đấu lượt về sẽ diễn ra tại Brunei vào ngày 17 tháng 10. Đội chiến thắng trong cặp đấu này sẽ tiến vào vòng loại thứ hai, nơi có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam, Iraq và Philippines. Theo tin từ CNN Indonesia, nhiều cầu thủ Indonesia như Ernando Arisutaryadi, Rizky Ridho, Alfiandra Diwanga, Rahmat Irianto và Mohamed Ramadan Sananta đang sẵn sàng đại diện cho đội tuyển quốc gia sau khi hoàn thành sứ mệnh tại ASEAN 19 cách đây không lâu. Bên cạnh họ, nhiều cầu thủ khác, dù chưa đầy 23 tuổi, cũng sẽ được triệu tập để tham gia vòng loại World Cup. Theo thông tin từ CNN Indonesia, một loạt cầu thủ trẻ tiềm năng của Indonesia như Marcelino Ferdinand, Ayetenery Mangkulam Baha, Pratama Ahan, MK Bagus, Zain Pakinama, Sandy Wass và Jordi Amat có cơ hội quyết đấu cho đội tuyển quốc gia. Trong số họ, Marcelino Ferdinand được xem là một trong những tiền vệ tấn công xuất sắc nhất của bóng đá Indonesia, trong khi MK Bagus là một trung vệ cao lớn, 1m94, và đang thi đấu cho câu lạc bộ Cheltenham Town FC tại giải hạng dưới của bóng đá Anh. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự xuất sắc của các cầu thủ trẻ, đội tuyển Indonesia đầy tự tin hướng đến vòng loại World Cup 2026.